Khu đô thị COSI City tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên được triển khai từ năm 2020 trên diện tích gần 20 ha với tổng mức đầu tư hơn 700 tỷ đồng. Từng được quảng bá là khu đô thị độc đáo, hiện đại và đẳng cấp bậc nhất Thái Nguyên, thế nhưng đến nay dự án vẫn dang dở, không tiếp tục triển khai thi công. Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hạng mục hạ tầng tại dự án đến nay vẫn chưa hoàn thành. Bên trong ngổn ngang, cỏ dại mọc tùm, một số căn nhà đang xây dở bắt đầu xuống cấp. Mỗi khi trời mưa, nước ứ đọng thời gian dài, dòng rêu phủ kín. Ngày 12 tháng 6, thông tin từ ông Nguyễn Minh Chiến, Chủ tịch UBND phường Gia Sàng, dự án khu đô thị COSI từng bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng, sau đó đã được gia hạn đến tháng 4 năm 2025. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, phía đơn vị thi công không tiếp tục triển khai xây dựng, địa phương đã có nhiều văn bản đôn đốc.